Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Hôm nay Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng tham quan chiêm ngưỡng một số bonsai. Một vườn bonsai hôm nay là mừng khai trương quý vị của vợ chồng của đứa em nhà vườn Minh Ánh. Hiện tại thì vị trí là huyện Tuy Phước của tỉnh Bình Định. Thì hôm nay Thanh Phú ghé qua thì cũng chúc mừng vợ chồng của em nhà vườn Minh Ánh khai trương một cái không gian chơi, một khu vườn của mình. Thì cũng mới vừa xong thôi quý vị. Sắp xếp rồi bố trí. Và có đặt một cái viên đá nè. Một viên đá nhà vườn Minh Ánh. Quá là đẹp ha. Đấy, được phối trước cái không gian vườn. Thì trước mắt đó thì cũng chưa bố trí đẹp lắm quý vị. Thì tạm thời cũng vừa xong thôi. Thì hôm nay Thanh Phú ghé qua để chia sẻ. Thì hiện tại là chiều nay là khoảng tầm 17 giờ chiều, mừng khai trương nhà vườn Minh Ánh. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 2024, âm lịch là 26 tháng 6 quý vị, âm lịch. Đấy, không gian vườn thì cũng khá là rộng. Hầu như thì Thanh Phú thấy toàn là những cái cây bonsai, những tác phẩm bonsai hàng xây lớn không à. Và có một số cây thành phẩm và bán thành phẩm, rồi một số cây còn đang nuôi. Đó thì trên cái video này thì Thanh Phú cũng lướt qua để quý vị anh chị em mình cùng xem, cũng như thượng lãm quý vị. Đặc biệt là si, chủng loại như si, dúi, có cả bồ đề. Hầu như cũng hình như em cũng có xanh nè quý vị, xanh. Đây là không gian bên ngoài. Đây, mời anh chị em mình cùng cùng chiêm ngắm qua ha. Ai si nè. Và phía trong á, phía trong có rất nhiều tác phẩm si nè, dúi nè. Những hàng mà chất lượng, những cây mà thành phẩm á quý vị, rất là đẹp. Quý vị anh chị em mình cùng theo dõi và xem hết clip. Đây, mời anh chị em mình ngắm qua si. Cây si già thuộc hàng cổ rồi. Đấy, một không gian cũng khá rộng quý vị. Đây, mời anh chị em mình ngắm qua si cổ ha. Cái này nó quá cổ quý vị. Từ cái chậu bên trong nè mà qua thời gian nó chảy ra ngoài luôn nè. Nó chảy rễ ra nè. Si quá cổ. Tiếp vào quá già, si mà chơi dòng nó già rồi đó là nó da nó vàng lên đồng. Bên đây là bồ đề.
cây bồ đề giăng đa ha, giăng đa quý vị. Nó buông rễ ra giống như mà xanh xì ha. Dạ, yeah, khiếp nha. Quá đẹp. Đặc biệt là độ già. Đây là xanh quý vị. Một cây trực búp măng xanh Nam Điền. Một cây trực búp măng xanh Nam Điền quý vị. Qua, qua dẻ. Dẻ vàng, ống ánh hết. Cây mà già rồi nhìn có độ áp phê của gì, nhìn như một cụ lão mà đang đứng ha. Và kề bên là một tác phẩm dúi của gì, cây dúi. Và Thanh Phú chia sẻ thêm, hôm nay cũng là ngày chính thức ra mắt vườn bonsai Minh Ánh. Thì cũng có một vài anh em cũng có mang vài tác phẩm bonsai đến chung vui. Thì tiện thể trên cái video này, Thanh Phú cũng chia sẻ để anh chị em mình cùng thưởng lãm và ngắm qua một số tác phẩm mà anh em cũng mang đến chơi quý vị. Cây dúi này cũng khá là già đấy quý vị. Thân này nó cũng khéo này, nó vót á, nó vót. Một tác phẩm Hoàng Anh Mộc của em Nhân, của nghệ nhân là em Nhân. Nếu mà chơi dúi mà khi mà cái dâm mà nó dày rồi quý vị, mình lọc lá ra rồi nhìn dàn dâm nó mê lắm. Tiếp đây là lọc vần. Có cái bồ cốt nó cũng ngộ ngộ nè, khá cốt.
Đây là cũng của em Nhân luôn quý vị. Hình như là em mang đến hình như là hai tác phẩm hay sao ạ, để chung vui với nhà vườn Minh Ánh. Cái viên đá đẹp quá. Và một tác phẩm Hải Châu. Hiện tại thì mùa hoa trái của Hải Châu quý vị. Về tác phẩm này thì full trái. Nó cũng hề quái cốt. Cây Hải Châu này là cây ghép nha quý vị. Cây Hải Châu ghép. Trái mê không? Mùa hoa trái của Hải Châu. Và cũng của một nghệ nhân Nguyễn Sang. Mấy viên đá đây là đá thiên nhiên ha. Đá thiên nhiên nó bám vô cái phần cốt. Rồi, Thanh Phú đã bước vào bên trong rồi quý vị. Hãy chia sẻ để anh chị em mình cùng thưởng lãm. Cũng nhân dịp nhà vườn Minh Ánh hôm nay chính thức ra mắt vườn bonsai của mình. Đây là Lộc Vân của một nghệ nhân Nguyễn Sang luôn ha. Như anh em cũng mang một vài tác phẩm đến chơi chung vui cùng nhà vườn Minh Ánh. Tiếp tục Thanh Phú chia sẻ một siêu phẩm quý vị. Một siêu phẩm của nhà vườn Minh Ánh. Đây là một cổ si. Một tác phẩm, một cây si quá cổ. Hiện tại thì một cái bệ đá. Đang đứng trên một cái bệ đá. Một cây si già, quá cổ luôn quý vị. Đây là của nhà vườn Minh Ánh. Đây, mời anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Hiện tại thì cây đang trên một cái bệ đá. Một cái bệ đá rất là to. Cái thân pháp của cây này phải nói là tuyệt vời quý vị. Già, cực già luôn. Wow, tuyệt vời không quý vị. Đấy anh chị em mình xem để ý không? Giữa cái màu da của cây và những viên đá này,
có khác gì nhau đâu. Cây nó già rồi, nó quá đá rồi. Đấy thì video này là cái chính là Thanh Phú ghé lại để chia sẻ những tác phẩm bonsai, và nhân dịp nhà vườn Minh Ánh chính thức ra mắt. Đây là vợ chồng của nhà vườn thì cũng đứa em trong nhà quý vị, thì rất vui và rất mừng để hôm nay mấy đứa em nó có một cái sân chơi phải nói là khá là đẹp và tuyệt vời. Đấy, phía sau này hàng si nữa nè, hình như là em si và dúi, si dúi bộ đề. Quá, wow, những cái búp măng mà si khủng khiếp à. Đây nè, cốt to to không em. Tuyệt vời. Rồi, tiếp tục quý vị. Mời anh chị em mình ngắm qua một tác phẩm dúi, cây dúi. Hệ cốt quái, dạng như cốt hình thú ha. Cũng khá là nét cây. Cây này vặt lá rồi, anh chị em mình xem nó rõ không? Dạng xương ha, dạng xương nhiều rau. Đấy, dưới dần chân một con quái thú bốn chân, một cây dúi phải nói là cũng khá là già đấy quý vị. Nhìn dạng xương cũng mê ha, khi cây bật lá. Một cái đuôi ha. Wow. Về cái dúi này là của một nhà vườn cũng mang cây dúi này đến tham gia chung vui mừng ngày chính thức ra mắt nhà vườn bonsai Minh Ánh quý vị, nhà vườn Đăng Khoa. Cốc, một tác phẩm cốc quý vị, một tác phẩm cốc của nhà vườn Minh Ánh quý vị, được chế tác thành một cái con quái thú, có mắt, có miệng, có chân, có đuôi, có sừng. Đây anh chị em mình xem không, khá là ngộ ha. Đây, nhìn như thế này nó giống hơn nè. Cũng hay. Nghệ thuật không giới hạn quý vị. Miễn sao mình chế tác một tác phẩm mà nhìn nó rất là có hồn. Thank you.
thiếu cái đuôi nữa ha. Nó làm cái đuôi nữa là quá tuyệt vời. À, tiếp tục cũng là một siêu phẩm dúi nữa quý vị. Một siêu phẩm dúi của nhà vườn Minh Ánh quý vị. Quá không? Hơi lùng. Cây này cũng khá là già. Dần tay phải nói là quá lực lượng. Cốt hay quá, nó vặn không, nó vặn nó đi lên không, vót lên trên. Tính ra nhà vườn mình ảnh dúi với xì nhiều quá gì à? Đây phía sau nè xì, những cái xì già, những cái xì cổ không, phải những cái búp măng xì như một cái cục đá không, những cái cục đá mà được phối cảnh đó. Đây là xì, những cái xì, một cục xì quá to. Cái siêu phẩm dúi này cũng quá xuất sắc. Xong ở dàn tay rồi quý vị, còn xây dựng tiếp cái dàn râm nữa thôi, nó đã xong dàn tay rồi. Đây nữa nè, tiếp một cái phô dúi mà quá đẹp mắt rồi. Còn đang xây dựng một cái phô dúi nè, một con quái thú ha. Đấy, mời anh chị em mình xem những cái cúc xì xì khiếp, giống như cục đá, cục đá không ạ. Đây bên đây một cục nữa nè, chị em mình ngắm những cái cục xì mà phải khủng khiếp. Cái vành này vành cỡ lớn. Về tương lai những cây này quá tuyệt vời không quý vị. Đây cũng là một cái phô dúi mới phôi thôi mà nu nó đổ cục cục rồi quý vị. Quá, về tương lai là những cái phôi này thôi. Yeah, khiếp. Chị em thấy độ nu không? Độ nu, độ bú. Yeah, quá. Quá yeah, quý vị. Phú mời anh chị em mình ngắm qua một
siêu phẩm si nữa quý vị. Cái si này cũng khá là đẹp rồi, về bông tán. Cây này già, cũng già khủng khiếp, vàng bệ. Wow, đây si mà nuôi vàng cúc tây quá đồng hết. Wow, xuất sắc. Cốt này hay, khéo cốt. Mê không? Tiếp tục những cái siêu phẩm, một cái phôi si quá khủng quý vị. Quá như một cái cục đá quý vị, to khủng khiếp. Đây anh chị em mình xem nè. Búp măng. Wow, khiếp. Lên một cái bầu chậu cái thành phố đi qua, anh chị em mình xem giống như một cái quả núi. Wow, xì khủng khiếp. Lòng vòng để anh chị em mình xem. Khiếp cái phôi si. Đây anh chị em mình xem qua cái một cái si mà trên một cái cổng làng ha. Cái cổng làng hàng xây lớn được đang chế tác một cây si ở trên cái đỉnh, quá nghệ thuật quý vị. Đấy cũng là một kiệt tác về tương lai. Chắc có lẽ là thành phố phải chia ra thành hai phần quý vị, vì số lượng cây cũng quá nhiều, nên là rất mong quý vị cùng anh chị em mình đón nhận cái phần tiếp theo của nhà vườn Minh Ánh. Thì hôm nay cũng là ngày chính thức ra mắt vườn bonsai. Và có rất nhiều siêu phẩm trong cuốn video sau. Rồi quý vị cùng anh chị em mình cùng đón xem.